lập ôm vợ hôn cá lập ôm vợ hôn cá tao quay phim nè tao đưa lên tức cho mốt mày làm xui rồi tao đưa mày vô ra cho ông xui mà xui được câu chứ gì đâu. Đi uống cà phê với người yêu nha, tát du lịch nha. Ôi, người yêu á, người yêu này ba. Vậy thôi hả? Không, người phải khai cho tao biết luôn, người yêu này ba lứa rồi đó. Vô luôn hả? Yeah. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Con uống gì vậy? Con uống soda Việt Úc. Bạn trẻ này chơi game quá nha bạn trẻ. Ui. Đâu mỏ dẫn đâu. Đâu mỏ chè đâu. Con sao mày chơi gì vậy? Dừng đi dạ, em chơi anh nhẫn coi dừng máy con đi vô cà phê cái game gì không hả? Mấy giờ nói chuyện thương mẹ hai hả? Vô cà phê chơi game gì vậy hả? Có chơi đâu? Vô cà phê mà chơi game gì hả? Vô cà phê có điện thoại vậy hả? Chuẩn bị đi chụp hình tới nè. Vô cà phê mà bấm điện thoại hả Võ Thắng? Vô cà phê mà bấm điện thoại hả Tiến Cường? Bấm về rồi, bấm về cái gì rồi? Ai? Ai? Chích ngừa ba mũi mà còn đeo khẩu trang nữa hả? Tôi đây. Tao quay hết luôn á. Đây. Trời mấy bạn trẻ uống cà phê vui quá ha. Không có nói chuyện với trơn à. Mấy bạn trẻ uống cà phê giờ không nói chuyện hết trơn. Còn mà bấm điện thoại được không? Tao làm gì chờ họ tao nói sao? Ôi mấy bạn trẻ uống cà phê gì toàn là chơi game thôi vậy? Hả mấy bạn trẻ? Chơi chung mà. Chơi chung mà. Cái gì? Chơi chung mà. Hỏi là tao nói. Hai bạn trẻ chơi uống cà phê chơi game. Thôi không đi, nãy mình làm có 7 lá rồi bi. Thôi tao đưa lên YouTube. Quảng cáo cà phê Bảo Minh đâu. Cái gì? Quảng cáo cà phê Bảo Minh.